MGRX năm 2023 sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 9 năm 2023. Hãng xe Trung Quốc sẽ ra mắt thị trường Việt Nam mẫu MGRX năm 2023 vào tháng 9 tới. Giá xe nằm trong nhóm CUV cỡ B. Theo thông tin từ đại lý, MGRX năm 2023 sẽ được hãng xe Trung Quốc cho ra mắt thị trường Việt vào tháng 9 năm 2023. Hiện, xe đã về Việt Nam và đang chuẩn bị làm thủ tục đăng kiểm khí thải cùng với chiếc học sinh mới. Tuy nhiên, giá bán của MGRX năm 2023 vẫn chưa được xác nhận, nhưng nhân viên đại lý tiết lộ xe sẽ có giá tương đương mặt bằng chung nhóm CUV cỡ B. Kể từ tháng 7, những xe MG được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn SAIC Motor Việt Nam, SMV, thuộc SAIC Motor, thay cho TC Service Việt Nam. MGRX năm 2023 có kích thước dài, rộng và cao lần lượt là 4571x1855x1719mm, chiều dài cơ sở 2708mm cùng chiều cao gầm 145mm. Như vậy, mẫu xe này có kích thước chiều dài cơ sở kém hơn 12mm so với MG học sinh, ngang với một số xe CUV cỡ C như Honda CR-V hay Mazda CX-5. Tuy nhiên, giá bán của MGRX năm 2023 vẫn chưa được xác nhận, nhưng nhân viên đại lý tiết lộ xe sẽ có giá tương đương mặt bằng chung nhóm CUV cỡ B. Kể từ tháng 7, những xe MG được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn SAIC Motor Việt Nam, SMV, thuộc SAIC Motor, thay cho TC Service Việt Nam. MGRX năm 2023 có kích thước dài, rộng và cao lần lượt là 4571x1855x1719mm, chiều dài cơ sở 2708mm cùng chiều cao gầm 145mm. Như vậy, mẫu xe này có kích thước chiều dài cơ sở kém hơn 12mm so với MG học sinh, ngang với một số xe CUV cỡ C như Honda CR-V hay Mazda CX-5. Phía đuôi MGRX năm 2023 là cụm đèn hậu LED. Đèn hậu được nối với nhau bằng nẹp mạ chrome vắt ngang trên cửa cốp. Đi kèm với cánh gió mui dạng tai mèo được tích hợp đèn phanh trên cao. Cản sau kết hợp với hai đầu ống xả giả mạ chrome khá độc đáo. Về nội thất, MGRX5 sở hữu thiết kế 5 chỗ ngồi, hàng ghế sau có thể gập 60-40. Khoang hành lý khi không gập ghế sau đạt 430 lít. Đặc biệt, xe còn có cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Phía đuôi MGRX năm 2023 là cụm đèn hậu LED. Đèn hậu được nối với nhau bằng nẹp mạ chrome vắt ngang trên cửa cốp. Đi kèm với cánh gió mui dạng tai mèo được tích hợp đèn phanh trên cao. Cản sau kết hợp với hai đầu ống xả giả mạ chrome khá độc đáo. Về nội thất, MGRX năm sở hữu thiết kế 5 chỗ ngồi, hàng ghế sau có thể gập 60-40. Khoang hành lý khi không gập ghế sau đạt 430 lít. Đặc biệt, xe còn có cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Phía đuôi MGRX năm 2023 là cụm đèn hậu LED. Đèn hậu được nối với nhau bằng nẹp mạ chrome vắt ngang trên cửa cốp. Đi kèm với cánh gió mui dạng tai mèo được tích hợp đèn phanh trên cao. Cản sau kết hợp với hai đầu ống xả giả mạ chrome khá độc đáo. Về nội thất, MGRX năm sở hữu thiết kế 5 chỗ ngồi, hàng ghế sau có thể gập 60-40. Khoang hành lý khi không gập ghế sau đạt 430 lít. Đặc biệt, xe còn có cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.